xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 Tây, tháng 10 năm 2021 ha. Thì sáng nay em cũng chở vợ đi ra chợ để mình đi buôn bán đó. Thì thấy là vé số hôm nay bắt đầu là cũng có bà con cũng đã buôn bán hoạt động trở lại rồi đó anh chị. Thì hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng em á, mình sẽ đi một vòng ở thành phố Bến Tre xem tình hình bà con ngày đầu, trong những ngày đầu buôn bán vé số thì như thế nào nha. Lúc này mà vé số bán lại thì em nghĩ là chắc bà con là ai cũng rất là mừng đó anh chị. Tại vì họ có thể là mình sẽ đi buôn bán để mình kiếm thu nhập ha, tự mình kiếm thu nhập để mình tự mình sinh sống được rồi. Ở đây trước tiên thì em thấy có dì Tiền ở đây nè. Dì Tiền thì chắc là cũng hơi lớn tuổi nên là buôn bán bây giờ đi xa rồi cũng khó khăn. Dạ con chào dì. Dạ. Nay thì cá cháu rồi. Dạ. Nay bảy rồi. Nay buôn bán được chưa? Bán bữa hôm kia mà đại tài Vinh nay đủ 3 đài rồi con. Dạ. Rồi, cũng đấy. Như là mình bán bắt đầu từ ngày nào gì? Bán gì bán rồi bữa hôm kia. Dạ. Rồi nay 18 đây bán dạ. Bữa 15 tay. Bữa 15 tay luôn hả? Ừ. Rồi chừng nào mới sổ gì? 22 tay. 22 tay sổ ha. Mà chị dạ. Phải nói trước với người ta để nhiều khi người ta dò không biết là dụng. Không, người ta quên dụng chứ chưa có cái dò. Dạ, người ta tưởng như số giả để chết mình ha. Không có, mà người ta nói người ta biết. Dạ. Vì ngoài đậu người ta nói gì dạ. Dâu mua trước mình cho. Dạ. Chú đồng cảm nha, cái này tới 22 tay mới sổ dạ. Mà là gì có trước. Nha, dạ. Rất đàng hoàng, đừng có bảo bậy nha không. Rồi dì bán từ bữa 25 luôn hả? Bữa 15 tay. Bán bữa 15 tây. Nay 18 tây. Dạ. Rồi ngày ngày nữa sổ. Rồi ngày 15 bán được nhiêu vé gì? Ngày 15 bán được 110 vé. Chà, cũng được ha. Bán được 80 vé. Dạ, rồi hôm nay bán được nhiêu? Giờ nội vụ là 140 vé mà giờ còn 7 mấy 8 vé. Dạ. Rồi tới đầu mùa như vậy rồi mình có vốn để mình buôn bán không gì? Mang ngày không gà mượn 700 ngàn. Dạ. Không có đủ tiền. Dạ. Nước cho kẹo với ở trên cho là phải gửi 2 lần. Dạ. Với 2 bà cháu cho đủ sống. Dạ. Thầy con ăn lú láo với mì. Dạ. Nóng mì bó cơm khui. Dạ. Mượn 700 rồi. Dạ. Ăn vài bữa kiếm tiền trả cho người ta nè. Dạ. Vậy là mượn vốn hết 700 ngàn rồi. Mượn vốn 700 ngàn rồi. Hôm nay thì con cũng đi vòng vòng xem tình hình của bà con bán số như thế nào. Rồi thì để khi nào mà có kinh phí mà ví dụ như có ai mà tặng cho người vé số để làm vốn thì con sẽ đến tìm gì ha. Dạ thôi con mua ngày đầu tiên 2 tờ. Rồi. Con mua 2 tờ. Rồi, con đi mua con lấy gì lấy? Lấy đại đi. Lấy đại đi. Vậy là một ngày bán cũng được vài chục cũng được hả gì ha. Ok. Cái lưng càng đau. Nhưng mà giờ gì đi chắc không hết xa đi xa nổi hết nổi ha. Mấy năm nay ngồi đã coi dạ. Thấy gì á. Dạ. Đi xa không nổi rồi. Dạ. Rồi thôi cũng cố gắng bán nha dì. Khi nào mà có kinh phí của Mạnh Thường Quân mà tặng cho người vé số làm vốn á thì con đến gặp dì ha. Rồi dì cảm ơn con, cảm ơn mấy chú. Dạ. Vậy là vé số mình bán lại bắt đầu từ ngày 15 anh chị, là tới 22 tây bắt đầu mình sẽ sổ số ngày đầu tiên ha. Ngày thứ 6, ngày 22 tây là nhằm ngày thứ 6. Thứ 6 là mình sẽ có là đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương đó anh chị. Em cũng đi cập nhật xem tình hình coi những người bán vé số thì họ sẽ buôn bán như thế nào, coi thử có bán được hay không ha. Nói chứ được như vậy thì người ta mừng anh chị. Nó chứ giờ bán như gì tiền ngày đầu tiên ra bán được 100 mấy vé thì kiếm cũng được cả 100 ngàn rồi. Nhưng mà cái khó khăn là những người mà người ta bán vé số thì người ta không có vốn. Rồi đến cái ngày mà đi bán lại thì nhiều khi có những người ta cũng không có vốn đi buôn bán luôn. Rồi nhiều khi người ta cũng vay mượn gì đó để mà bán. Còn thôi thì có người thì có thể là người ta sẽ lấy vé số mà của thầu người ta ứng trước anh chị. Nhưng mà cái khó là những ngày đầu tiên như vậy thì có thể là vé số bán rất là được, bởi nên là bắt buộc mình phải lấy bằng tiền tươi. Ở đây cũng là một bà cụ này hay ngồi góc này bán vé số nè. Bà này lúc trước cũng có ghé mua mấy lần. Dạ con chào bà. Lúc này bán vé số là được rồi hả bà? Bán cũng đại gia con.
Dạ, nay là bà bán từ bữa ngày mấy bà? Bà mới bán bữa nay con. À, dạ nhưng mà con nghe nói bán bữa 15 rồi ha. À. Dạ. Hôm nay con đi xem tình hình thử coi những người bán vé số coi buôn bán như thế nào, con mua cho bà 2 tờ. Dạ, bà lấy đại vé số nào cũng được á bà. Vậy là sáng giờ bán được nhiều không bà? Bổn bổn thôi con à. À, nhưng mà bà ở đây là có mối quen ha. Dạ. Dạ. Con ơi khổ quá, con không có bán vé số ở nhà trên nước mắt. Dạ. Có bán vé số còn có chút đỉnh ăn. Dạ. Còn không có bán còn là ăn nước tương. Dạ. Rồi hôm nay mình đi lấy là cũng là lấy vé số của thầu hay là lấy bằng tiền vốn? Vốn. Mình phải bỏ vốn lấy ha. Dạ. Bây giờ ngày đầu người ta có gói đầu cho mình không bà? Có gói đầu. À vậy là cũng được ha. À, à. Dạ, vậy là cũng như là tạm thời là nếu mà mình buôn bán á, là người ta cũng sẽ gói đầu cho mình để bán. Dạ. Chứ không cần phải bỏ tiền mặt ha. Dạ. Dạ. Bán rồi người ta tiền rồi lấy ngay khác. Dạ, vậy cũng được. Dạ rồi, con cũng chúc bà mua may mắn đắt nha bà. Mô Phật con. Dạ. Con thấy những người lớn tuổi mà còn buôn bán con thương dữ lắm. Dạ. Dạ. Có bán vé số còn có ăn, còn không có bán vé số còn là ăn nước mắm nước tương không. Dạ. Ủa thường nhà bà ở đâu hả bà ha? Nhà bà ngay chỗ siêu thị đi vô. Siêu thị đi vô vậy là phường 4. Phường 4. Dạ. Ở đó rồi bà ở với ai hả bà? Ở với thằng con trai. Dạ. À. Rồi ảnh có gia đình được không bà? Có gia đình mà cũng nghèo quá, đứng ở đời. Dạ. Dạ. Làm cái gì ra tiền nhiều. Dạ rồi. Hôm dạ. Nay chủ yếu là con cũng đi xem tình hình coi bà con buôn bán vé số những ngày đầu tiên như thế nào. Dạ. Những người bán vé số ngày đầu thì sẽ thiếu cái vốn. Dạ. Dạ. Thiếu vốn nhập đầu cũng đỡ. À dạ vậy cũng được ha. Thương tình mấy tháng trước con chưa có dịch nè. Dạ. Còn là số tiền mặt không á. Dạ. Có tiền mặt giờ ở đâu còn đâu có tiền không. Dạ, giờ qua dịch ăn hết hả bà ha? Trơn. Dạ. Ăn mà không dám ăn nhiều nữa. Dạ. Cứ chắc bây giờ cứ cố ngày rồi ăn coi ăn đặng làm ăn. Dạ. Làm ăn làm không mà tiền ở đâu. Dạ. Có mà ăn. Dạ. Nhưng mà bán vé số là thấy vui hả bà ha? Vui lắm. Dạ. Bán vui lắm con. Dạ. Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe gắng buôn bán nha bà. Cảm ơn con. Dạ rồi con đi đây. Dạ. Anh chị thấy thì được bán vé số lại thì ai cũng mừng hết trơn á. Tính ra là người bán vé số ở Bến Tre rất là đông nha anh chị. Tạm ngừng bán vé số một thời gian là mình thấy bà con mà thất nghiệp rất là đông. Vé số mở lại cái là mình sẽ giải quyết được công việc kiếm sống cho rất là nhiều người dân đó anh chị. Bây giờ em sẽ đi vòng vòng ở trong chợ xem sao. Xem thử coi là những ngày đầu thì sẽ buôn bán như thế nào. Thường thường đó là vé số vào những ngày đầu anh chị bán đắt lắm. Vé số thì hôm nay bán 22 tay mới sổ nha. Bà con nào có mua vé số thì mình cũng phải để ý nha, chứ để mà tưởng vé số giả hay là vé số dò rồi rồi thì cũng tội nghiệp cho những người bán vé số. Thường những người lớn tuổi thì ta ngồi sẽ cố định một điểm. Rồi người ta bán thì cũng như là có khách quen người ta mua. Còn ví dụ như là những người trẻ thì người ta sẽ đi vòng vòng cũng rất là xa anh chị, rất là cực. Tại vì cuộc sống thì người ta cũng phải lo làm thôi. Có những người thì nhiều khi đến ngày này là bán vé số, nhiều khi người ta cũng không có còn vốn để buôn bán nữa anh chị, cũng khó khăn lắm. Thật sự thì những ngày đầu thì rất là ít người bán. Tại vì có thể là người ta sợ nhiều khi bán sớm quá, nhiều khi bán không được nữa. Em đi vòng vòng xem có ai bán cái số mình ủng hộ người ta về tờ vậy đó anh chị. Ở chợ Bến Tre vậy chứ mà đi một vòng rồi chứ mà hàng trăm người bán cái số luôn anh chị. Vòng qua khúc này là đầu là cũng có người bán vé số.
vé số hôm nay người ta cũng thua. Chứ thường là vé số là người ta bán ở đây rất là nhiều anh chị, ngay đầu chợ nè, ta bán nhiều lắm. Vé số thì nó cũng tương đối là mình cũng dễ. Ví dụ khi mình bán mình cũng nè, đó như chị này, chị cũng bán vé số nè ha. Người ta để cái tủ thuốc người ta cũng bán kèm vậy đó. Vé số thì những người già, những người dạng như là khuyết tật đồ người ta vẫn đi bán được. Chứ không có mà kén người. Ví dụ như giờ người nào đi không nổi thì thần ngồi một chỗ. Người nào khỏe khỏe thì ráng đi cho nhiều, đang bán được nhiều hơn ha. Đi đến mấy khu vực này thì cũng ít người bán rồi nè. Không ra ngoài đường thì người ta ít có lắm. Chủ yếu là người ta bán dọc dọc ở chợ anh chị. Trên đoạn đường Nguyễn Văn Tư khúc này, ngay cặp bên công viên Đồng Khởi á, là người ta bán cái số cũng rất là đông rồi anh chị. Mà trong những ngày đầu thì có thể là vé số thì nó có một sản xuất cũng như là nó phát hành chỉ có đến ngày 22 tây bán thôi. Nhiều khi là người ta cũng lấy vé số rồi người ta bán cũng hết rồi đó anh chị. Nên là anh chị thấy hiện nay thì cũng rất là ít. Có một bàn vé số của một cái chú này ở đây. Đây là mua 2 tờ. Dạ chú ơi, bán 2 tờ đi chú. Dạ. Lấy 2 tờ 71 đi. Cái này là bây giờ là mình bán tới 22 tay mới sổ chú ha. Đúng rồi, 22 tay mới sổ. Dạ, còn cái tờ mấy tờ Việt Lót này là khi nào mới sổ? Tối nay, tối ngày thứ ba. Tối thứ ba ha. À. Vậy là cái này là kêu bằng là 6 trên 55 ha là. 55. 5 655. 655 ha. Bán cho 2 vé luôn đi, lấy số nào cũng được. Dạ. Bán lại từ bữa nào chú? Chú bán bữa 29 tay. Rồi. 29 tay luôn hả? Còn cái này đã mới bán ngày nay. Dạ, vé số chiến thiết là mới bán ngày nay không? Bán ngày nay. Dạ. Có vé số lại thấy vui chú ha. Không số lại phát khởi chút. Dạ. Để mấy màu dịch không cần gì ra tiền hết trơn. Dạ. Dạ rồi, vậy là mua 42.000. Dạ. Cái này là 20. 22 hả? Bị rồi chú lại 1.800. Dạ 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 rồi, để lấy thêm 2.000 nữa nha. Dạ. Đó vậy là mùa dịch nằm trong không có tủ. Dạ. Bây giờ có vé số lại thì cũng vui vui rồi. Cũng vui vui rồi, thấy bà con họ con bán mấy hôm nay họ cũng phấn khởi lắm á. Dạ. Sáng giờ con đi vòng vòng xem thử coi bà con buôn bán như thế nào. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Chú mua bán đắt nha chú nha. Rồi. Dạ. Vẻ nha. Trên cái đoạn đường này là thấy vé số này nhiều người bán lắm mà mình nay hơi thưa rồi nè. Ngày mai là hơi bắt đầu họ bán nhiều á. Ngày mai hả chú? Ngày mai cái đoạn đường này mình được vé số mà. Dạ. Nhưng mà vé số kiến thiết này ví dụ như giờ là mình sản xuất được có 3 đài thôi thì tới giờ đó nó bán cũng hết rồi. Đúng rồi, hết rồi thì bắt đầu cái ngày 22 là cái đài Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh. Trà Vinh với là Bình Dương là bắt đầu nó sổ trước đầu tiên. Dạ. Rồi bắt đầu tới tiếp theo là ngày thứ 7 mình nó sổ ra tiếp mấy cái đài kia đó. Dạ. Đài kia nó sẽ đi tiếp. Vậy là mình sẽ bán vé số tơ mới hoài luôn. Dạ. Rồi cũng như là hôm nay là chú bán hết cái đài này rồi là bắt đầu có thể là ngày mai là chú lấy vé số của cái ngày thứ 7 chú bán đúng không? Không, không cần trong ngày này. Dạ. Ví dụ như ngày 22 sổ con muốn lấy trước cũng được. Dạ. Mà con không lấy trước được tới ngày 22 xong chiều ngày 21 là chiều ngày 22 rồi con lấy cái đài tiếp lại. Dạ. Nhưng mà có vé số lại thấy mình có thể mình tự kiếm thu nhập rồi chú ha. Dạ. Trăm mấy. Dạ. Dạ. Dạ rồi con chúc chú mua ăn đắt nha chú nha. Dạ dạ. Dạ. Đoạn đường này là đoạn đường vé số đó anh chị. À, đây con chú bán vé số nữa nè. Chú này là em cũng hay ghé đây mua lắm. Nay bán vé số là vui ha. Dạ. Chú bán con 2 tờ vé số kiến thiết đi chú. Dạ. Cái đó được thâu quá vậy. Dạ con quay phim. Quay phim cho thấy cái cảnh bà con đi bán vé số trong những ngày đầu tiên đó chú. Vậy có dính chú được không? Dạ có. Dạ. Dạ.
bán đầu mùa bán được không chú? Bán cũng được cơ, bán được đó. Tại vì lâu quá không sổ cho ta nghiền. Dạ đúng rồi, nghiền. Quá trời luôn. Dạ. Nhưng mà bán với số thí dụ như là cái đài Trà Vinh nè, với đài Bình Dương và đài Vĩnh Long nó sổ vào ngày 22. Thì thí dụ như giờ nó có cố định cái số vé rồi, thí dụ chú bán hết rồi sao? Có nghĩa là chú bán hết á. Mình bao nhiêu vé rồi lấy vé. Lấy xe mà cố gắng bán chứ không cho đại ế được. Dạ. Số rất đắt rồi mà đại ế nó có cho. Dạ. Ví dụ có đại ế mượn ta bán giùm. Dạ. Vậy á. Không, cũng như ý con nói là chú bán đắt quá rồi hết hết vé số của đài Vĩnh Long vào ngày 22 á rồi sao? Rồi ở không. À, rồi vậy là ở không tiếp. Chứ là để bán ngày mòn ngày khác. Dạ. Dạ. Chứ đâu còn dễ ai cũng tiêu thụ nhanh lắm. Dạ. Nhiều ai mua nhiều đó. Tại vì ra sổ ra ngày đầu tiên ta ghiền ha. Trời ơi con còn ghiền. Chú nói mua cái số đi để chú cho đỡ ghiền với ta. Dạ. Ta cười tôi vui ta mua giùm á. Thời buổi giờ chưa quá 4:30 chưa biết ai giàu hơn ai. Nhiều khi thần tài gõ cửa nhà mình nữa chú ha. Đúng rồi. Dạ. Có phước thượng phước đó. Dạ. Dạ rồi con chúc chú mua may mắn đắt nha. Cảm ơn con. Nãy giờ thâu chú không sống ha. Dạ. Thấy mặt mình không? Dạ thấy. Thấy hả? Dạ. Thấy con hôm nay con đi ghi hình chủ yếu là để cho khán giả người ta thấy là vào ngày đầu tiên bà con mình mua mấy số như thế nào. Cảm ơn con. Dạ. 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 Dạ là con chúc mua chúng mua. Ta vui nó chạy có số mình quá. Dạ. Với những người mà thu nhập thấp á chú, nhiều khi nói chứ người ta cũng có vé số ta thu nhập lại nó cũng đỡ. Khỏi cần khỏi cũng như là người ta sẽ có thu nhập để mà người ta tự kiếm sống nó cũng hay. Dạ. Hỗ trợ nữa. Dạ. Hỗ trợ giờ bán gì nó kiếm cho sống mỗi ngày cũng được. Dạ. Tính ra cái người bán vé số của mình ở đây đông lắm á chú. Nhiều lắm. Dạ. Vé số mà mở lại là mình sẽ giải quyết cuộc sống được rất là nhiều người. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi con đi nha chú nha. Dạ. Anh chị thấy vào những ngày đầu tiên bán vé số thì bà con rất là phấn khởi. Ai cũng mừng hết trơn. À, có người thì người ta cũng ghiền vé số đó anh chị. Chủ yếu là mua để mình dò thôi. Dạ con đi chú. Dạ. Mua vé số dò đam mê. Chứ vé số thì thật sự là rất là khó trúng ha. Mà mình nếu mà mình may mắn thì thần tài gõ cửa nhà mình thì là 4:30 là biết kết quả liền nha anh chị nha. Hồi bữa giờ người ta nói cái câu đó là chưa quá 4:30 chưa biết ai giàu hơn ai là đó đó. Nay bán số lại rồi hay gì anh? Đi bán cái số hả? À, anh này ảnh cũng đi xe lăn. Đi xe lắc tay đi bán cái số đây. Sao anh sáng giờ bán được không anh? Anh bán lại ngày nào? Mới bán ngày sáng này. Mới bán sáng này hả? Dạ. Nhưng mà người ta sản xuất hình như là cũng lâu rồi đó. Dạ mà thì có cái 22 tây nè. Mới sổ. Dạ. Nó đúng ra công ty sản xuất sớm đỡ cho những người dạng khổ nè. Dạ. Hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Lớn tuổi. Dạ. Nó đúng ra cũng đỡ cái chỗ đó. Dạ. Nhưng anh đi xe lắc này anh hả? Mới đúng ra người ta cũng mới cho. À người ta mới cho xe lắc này cho anh hả? Chứ lúc đó ra đi bộ không? Đi bộ hả? Nhất quá trời nhất. Dạ. Hôm nay thì chủ yếu thì em cũng đi ghi hình xem cái cảnh bà con khó khăn của mình ở đây đi bán số lại. Dạ. Xem thử coi bà con bán như thế nào. Dạ. Em mua 2 vé anh ơi. Dạ. Ủng hộ. Cũng mua coi xem có chiều may mắn không nha anh nha. Dạ. 22 tây. Dạ 22 tây mới sổ ha. 22 tây. Anh bán 2 vé đi. 2 vé giống đi. Dạ, sao cũng được. Đúng là có. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Em chúc anh mua may mắn đắt nha. Dạ em cảm ơn. Dạ. Đúng ra tội nghiệp cái anh ở tổng ảnh bị tai biến. Dạ. Rồi ảnh thấy mình đúng ra gia đình ảnh ăn khá. Dạ. Ảnh mua xe mấy triệu. Xe này đúng ra bên tài trợ nào đó. Dạ. Rồi ảnh dư. Ảnh thấy em vậy cho nên ảnh kêu cho. Dạ. Trời ơi nó quý gì đâu á. Nó đúng ra thật sự em đi suốt á. Đi bán số là coi như đi hoài chừng nào mỗi chân này tính. Dạ. Đúng ra thật sự là một bên đó là sốt tay liệt. Dạ. Một bên thì nó đúng ra trong giống như là cũng như là tay biến cũng là yếu trong người luôn. Không, sốt tay liệt còn dạ. Nhỏ. Dạ. Còn nhỏ chứ chưa đến đổi.
Dạ. Chứ đến đổi mà thì nó cũng đỡ con cái mỗi ngày phải mua uống thuốc, thuốc mới đi nổi. Dạ. Leo lên xe đa không đa không nổi mà. Bữa nào mà dạng mà ô đi đa ôm về là coi như là leo lên rồi rất là gót. Dạ. Nhưng mà ngày đầu tiên mình đi bán vé số mà có thu nhập lại cũng vui anh ha. Dạ, nó đúng ra cũng đỡ. Thì khi ví dụ mà chưa giao tiền nè. Dạ. Lấy tiền đó mình sống hàng ngày. Dạ. Cũng đỡ. Ví dụ lại nhiêu vốn mình gán giữ. Dạ. Phải đỡ chỗ đó. Vậy rồi hôm nay là được gói đầu hay là phải bỏ tiền tươi anh? Dạ không, cũng như là bán tiền trả. Dạ. Cái này ha, ví dụ bán nhiều rồi đưa cho người ta. Dạ. À, không đưa thì giữ đó đặng thối. Dạ. Thì tới ngày 22 á, sổ á. Dạ. Sáng bán, chiều rồi trả. Dạ. À, dạ, vậy cũng đỡ ha. Bây giờ nó đỡ nè, bán nhiều bán. Dạ. Đưa, chưa sổ mà. Em sáng em đi vòng vòng em xem thử coi tình hình, coi bà con bán vé số, coi vốn liếng như thế nào. Nhiều khi em nghĩ là qua cái đợt dịch này nhiều khi có người người ta xài hết vốn rồi đâu có còn vốn đi bán. Dạ đúng, thật sự là đến đổi là không có vốn luôn. Dạ. Thật sự là không có vốn, chẳng hạn như đằng này nè, thật sự phải nói là nhà tội nghiệp cái bà bên đó đó. Dạ. Bà hỗ trợ, cũng như bà người là người địa phương ở đây. Dạ. Còn đằng này thì Chợ Lách. Dạ. Xa phương, nhà bà giúp. Bà dạ. Lấy rồi bà đưa cho mình. Dạ. Cũng như là bà người uy tín đi. Dạ. Rồi mình phải người... giữ lại uy tín. À. Cũng như là người ta lấy giúp anh chứ nếu mà anh tự anh lấy cũng không được luôn. Dạ không được. Dạ tại vì anh không có vốn. Dạ. Vốn là một, hai là người xa phương. Dạ. Có ai trong hai không? Mình lại. Dạ. Ngày tay còn dạ. Ở Bến Tre này là còn nhà bà đó. Dạ. Nó đúng ra ơn nghĩa cái gì cái tiền á mình thiếu mình trả. Dạ. Còn ơn nghĩa không biết bao giờ mà trả hết. Dạ. Bởi vậy mình ghi nhớ tới ngày nay dạ. Còn ở đất Bến Tre này. Dạ. Phải nói là ơn cũng đã ghi sâu kìa. Dạ. Hôm nay thì em đi xem thử coi tình hình coi bà con bán vé số coi vốn liếng như thế nào. Dạ. Để xem ví dụ như giờ nhiều khi có mạnh thường quân ta thương á cái người ta hỗ trợ vốn cho những người bán vé số rồi nè. Dạ. Nhiều khi ví dụ như người ta tặng ít vốn, tặng mình làm vốn, nhiều khi là trong cái lúc mà buôn bán dịch bệnh thì đâu có còn ai còn vốn đâu. Dạ. Thì em cũng đi ghi hình tí xíu cho xem khán giả xem cái cảnh đó mà người dân mình đi bán vé số lại. Dạ. Đó, cho xem thử coi là buôn bán coi được hay không. Dạ. Như tính ra thì bán ngày nào thì mình cũng sẽ có thu nhập ngày nấy nó cũng đỡ. Dạ, nếu chịu nó đúng ngày vài chục ngàn cũng mừng anh ha. Phải nói chơi xin lỗi không phải nói chịu khó dạ. Cái gì nó cũng vượt qua thôi. Dạ. Còn cái dạng mà lười biếng hả? Lười biếng là một. Dạ. Là không chịu làm. Dạ. Thì hỏi là sao mà không đói. Dạ. Chỉ có cách là dạng làm biếng là đói. Dạ. Tóm lại là làm biếng là đói. Chứ giờ mới chịu làm là có ăn anh ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ phải nói xin lỗi vợ chồng nè. Dạ. Là anh em người ta. Dạ. Nói vợ chồng thôi. Là thí dụ thử một người lo một người thôi. Dạ. Nó chán nản rồi. Dạ. Nó nản rồi nó chia tay. Dạ. Để... Thôi anh cũng cố gắng buôn bán nha. Dạ, rồi có để buôn bán nhiều khi mình tự mình kiếm thu nhập. Dạ. Thu nhập để mình tự sinh sống nó cũng rất là hay đó anh. Dạ. Chứ giờ nhiều khi nó chứ giờ mình trong lúc khó khăn này mà có được cái công việc làm lại là cũng rất là mừng rồi ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Em cũng chúc anh sức khỏe nha anh nha. Cảm ơn anh. Dạ. Đó thì anh cũng đi xe lắc nghe nè anh chị rồi cũng đi bán hàng ngày vậy đó. Hả? Những người thu nhập thấp, những người ví dụ như là bệnh tật yếu rồi có thể là mình sẽ tự sinh sống được. Dạ. Từ cái nghề bán vé số đó anh chị. Đem nhang theo đặng đốt hả? Đốt đặng cầu mai á. Trời, ban cho. Dạ. Lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ. Để mua may bán đất. Dạ. Nội ngoại cho nó khỏe mạnh. Dạ. Sống lâu là tuổi già. Dạ. Chứ bây giờ không phải nói bây giờ cha mẹ thì mất mình phải hiếu không kịp. Dạ. Không kịp rồi. Dạ, dạ rồi thôi em đi anh ơi. Rồi, dạ. Dạ cảm ơn. Anh chị thấy được bán vé số lại, bà con ai cũng rất là phấn khởi. Nói chứ giờ ngày kiếm 5-70 ngàn, 100 ngàn thì cũng đủ ăn, đủ sống. Một mình thôi, nhưng mà cũng như là cũng được cái là mình sẽ tự làm tự sống. Không có cần phải ngồi trong đợi vào ai hết trơn anh chị. Một số người thì cũng còn vốn để buôn bán, còn một số người thì đâu có vốn đâu anh chị. Mà cũng được là cái vé số này thì đa phần là thầu là người ta sẽ ứng, người ta sẽ lấy vé số người ta ứng với mình bán. Rồi thí dụ như cái lời thì mình được, cũng như là cái lời thì mình để mình sống. Còn vốn thì mình sẽ trả lại cho nhà thầu ha. Hôm nay thì chủ yếu thì em cũng đi một vòng Bến Tre, gặp một số người bán vé số để xem tình hình, coi bà con buôn bán vào những ngày đầu như thế nào.
anh chị thấy thì ai cũng rất là mừng. Bán vé số để mình kiếm thu nhập ha, chứ mà mình nghỉ dịch lâu quá mấy tháng trời không có buôn bán gì hết đó, thì ai nấy cũng rất là vất vả. Nói chứ giờ tiền núi ăn cũng lỡ anh chị. Em thì em cũng có mua một ít vé số, rồi chiều nay thử coi thần tài tới 22 chứ, tới 22 tay thử coi thần tài có ghé nhà em hay không nha. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.